Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình. Thì mình là Zilcat. Và chào mừng các bạn đã đến với một cái series mới trên kênh của mình. Đó chính là Wuzobi và Noob. Ok, và nếu như các bạn thích cái series mới này của mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và nhấn like nhiều nhiều vào cái video này nha, để ủng hộ mình có thêm động lực để ra tiếp nhiều tập mới hay hơn nha. Và chúc các bạn xem tập 1 vui vẻ. 2000 years later. Từ thời xa xưa thì mình chính là Wuzobi, nắm giữ một đội quân zombie khổng lồ hùng hậu và mạnh nhất ở trong thế giới Minecraft này, và là chúa tể của muôn loài ở khu vực này. Nhưng làm vua zombie không được một thời gian thì gặp một số tên phù thủy ở vùng đất khác đến và gây sự. Thế là vua zombie đành phải chiến đấu với tên phù thủy ác độc ấy. Với đội quân hùng hậu của mình thì vua zombie đã đánh bại hầu hết tất cả binh lính của cái tên phù thủy ấy, nhưng chỉ còn sót lại hắn. Và tên phù thủy ấy, hắn đã dùng phép dịch chuyển vua zombie biến thành một cái con zombie bình thường và không có sức mạnh gì cả. Và hắn đã trục xuất vua zombie ra khỏi vương quốc ấy, vì khi mà bị biến thành zombie bình thường ở vương quốc của vua zombie thì những cái tên zombie bình thường sẽ bị đuổi khỏi ấy, và những cái tên vua zombie khác sẽ lên thay. Nhưng chỉ được một thời gian thì cái tên phù thủy ấy đã chiếm được cái ngôi vua. Và kể từ ấy, vua zombie trở thành zombie bình thường và phải đi lang thang khắp nơi để tìm sự sống. Và hành trình quay lại trở thành vua zombie để mà trả thù được cái tên vua phù thủy ấy bắt đầu. Thì đó là một cái cuộc hành trình gian nan và đầy vất vả. Và câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào thì mời các bạn xem tiếp video. Trước khi tiếp tục video thì đây là khuôn mặt của tên phù thủy ấy, với cái mặt đeo một mặt nạ rất là ghê, phía trong chính là bị bóng tối che phủ, và hắn đã bị bóng tối kiềm hãm sức mạnh và đã bị điều khiển cả cơ thể lẫn tâm trí. Thì hắn có cầm hai cái vũ khí được cho là vũ khí bóng đêm mạnh nhất ở trong Minecraft này, và bộ giáp hắn mặc là bộ giáp, một trong những bộ giáp của những siêu anh hùng và của những vị thần đã chế tạo ra. Bộ giáp này có thể chống được súng đạn, nhưng chỉ có thể một mình vua zombie mới có thể chiến đấu lại cái tên này thôi. Và không gian của hắn ở lúc nào cũng tối đen và chật hẹp, rất là nguy hiểm. Không có con người bình thường nào có thể tiến gần lại hắn, hắn sẽ nuốt chửng linh hồn. Và một ngày đẹp trời thì vua zombie tiến đến dòng sông và thấy được một ngôi nhà cạnh bờ sông. Và thế là vua zombie tiếp tục đi qua đó hỏi thăm. Trời nắng thế này, từ cái ngày mình bị biến thành cái tên zombie bình thường này á, thì cái cơ thể mình khá là yếu ớt. Nắng mặt trời như thế này, nắng lâu quá thì mình có thể sẽ bị bốc hơi mắt. Thôi mình sẽ đi xuống nước và mình tiến đến cái căn nhà phía trước đây. Không biết là căn nhà phía trước của mình đó nó có cái gì. Có thể là chúng ta sẽ tìm được một con người nào đó còn sống, hoặc là mình có thể xin ở nhờ, mà đâu có ai mà cho zombie ở nhờ đâu. Bây giờ mình mà đi vào đó có thể là người ta sẽ chạy mất tiêu luôn ấy. Không sao, bây giờ mình sẽ đi thử đi vào xem như thế nào. Được rồi, vào hỏi thăm xem nào. Ui, bây giờ mình sẽ đi xuống nước, đi thấp thôi. Có một người ở trong đó kìa, để mình xem nào. Ủa, có một người tên là Noob hả? Noob? Mình nghe nói cái thằng này hình như là nó ngu ngốc lắm. Nó sẽ chả biết mình là ai đó, không biết mình là zombie hay là người hóa trang nữa. Ok, mình sẽ vào mình hỏi nó thử xem nào. Hello anh bạn. Hello anh, tôi là Noob đây. Thì anh tìm tôi có việc gì không vậy? Mà anh tìm đâu ra bộ trang phục hóa trang đẹp đến như vậy thế? Đúng thật các bạn à. Thằng này là đúng là thằng Noob thật sự rồi. Nó không biết mình là ai hết. Tôi là một người nói chung là một người đi dọc đường ấy, tôi thấy một cái tiệm bán đồ zombie đẹp quá nên tôi hóa trang. Ôi, tôi đùa với anh thôi, thật chắc anh là zombie mà. Lần đầu tiên tôi thấy một cái con zombie biết nói chuyện với tụi tôi như vậy luôn ấy. Thôi được rồi, zombie có đói bụng không? Để Noob lấy đồ ăn cho cậu ăn nè. Ủa các bạn, sao nó biết mình là zombie? Ủa sao kỳ lạ đó nhờ. Tên này có lẽ nào là không phải là tên Noob thật rồi. Thôi để mình hỏi tiếp xem. Không, ta là zombie, ta đâu phải là zombie, ta là người mà. Trời, cậu đùa tôi hoài, tôi có thể phân biệt được mà. Con mắt của tôi cậu thấy không? Đấy, tùy hay lé lé như vậy thôi, nhưng có thể phân biệt được người và zombie nha. Cậu có thể bốc mùi cái bọn zombie mà, tôi biết. Nhưng mà có vẻ như là cậu khá là hiền hậu nên tôi sẽ nói chuyện với cậu. Mà cậu nhà ở đâu đây?
À thôi được rồi, nếu mà cậu nói như vậy rồi thì tôi sẽ nói luôn. Tôi thì trước đây là vua zombie. Cậu có biết vua zombie không? Vua zombie hả? Vị vua zombie đừng lẫy với cái tiếng tăm khá là vang dội. Tôi nghe nói là vua zombie mạnh lắm mà. Nhưng mà vua zombie sao lẽ nào lại ốm đến như vậy? Cậu có chuyện gì xảy ra? Kể cho tôi nghe xem nào. À thôi được rồi, tôi sẽ kể cậu nghe về câu chuyện của cuộc đời tôi. Thì lúc trước tôi chính là một cái vị vua zombie hả, một người hả rất là hùng mạnh và chứa đựng một cái đội quân khổng lồ ở trong cái vương quốc của tôi ấy. Thì vào một ngày đẹp trời thì một cái tên phù thủy nào lạ nào đấy đã đến cái vương quốc của tôi và đã biến tôi thành một cái tên zombie bình thường như thế này đây. Bây giờ ra ngoài nắng còn khổ chi là đánh nhau. Và hắn đã biến tôi ra khỏi vương quốc này. Và bây giờ thì tôi phải sống một cái cuộc sống khá là khổ và khó khăn. Tôi chỉ kiếm miếng ăn từng ngày một và tìm được, hy vọng tìm được một ai đó mạnh mẽ và cũng như là một cái vũ khí nào đó mạnh mạnh, chứa đựng sức mạnh ghê gớm để chúng tôi có thể quay trở về và chiến đấu với tên phù thủy ấy, giành lại ngôi nhà. Khá là cực khổ, nhưng mà thôi biết sao bây giờ, phải chịu thôi nước à. Tôi nghe anh kể có vẻ như là anh là một người zombie hiền hậu và tốt. Được rồi, tôi biết mà, vua zombie không có lý nào mà để tấn công con người cả. Và thôi được rồi, một tí nữa anh hãy vào làng và lấy một ít gỗ cũng như là tầm 10 gỗ đi. Đó, về để tôi xây dựng cũng như là tôi đổi với cá với mấy ông người dân này. Một tí nữa mấy bác người dân sẽ quay lại đây và đổi cá với tôi. Và tôi sẽ đổi một nhiều tí. Tối nay chúng ta có thể làm được đủ cho hai người ăn. Và anh hãy đi nhanh lên nha. Và giờ này vào làng đi. Vào làng anh sẽ thu hoạch lúa, một ít lúa. Lúa đấy thì có thể tạo bánh mì. Chúng ta có thể ăn tối với bánh mì. Giờ này dân làng không có ở nhà thì anh hãy tranh thủ đi vào sớm đi nha. Ok được rồi, tôi sẽ đứng ở đây. Tôi đợi mấy bác người dân đem cá đến và đổi. À rồi, thôi được rồi, cảm ơn nước nha. Ui, nước cậu tốt bụng quá. Thôi bây giờ tôi sẽ đi vào làng đây. Bây giờ thì mình phải tiến vào làng thôi. Còn nước thì sẽ đứng ở đây đợi mấy bác người dân đem cá đến. Không biết là khi nào nữa. Mình phải tranh thủ lấy gỗ sớm càng tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chặt gỗ. Ở đây có vài cái gỗ chặt sẵn rồi này. Ok được rồi, mình sẽ lấy gỗ thôi. Chắc là nãy mình nghe nước nói là tầm 10 gỗ là có thể đủ cho một cái cá thì phải. Mùi nhiều gỗ thì chúng ta sẽ đổi được nhiều cá hơn. Ok, vậy là mình quyết định sẽ lấy nhiều gỗ ha. Thì gỗ trong cái thời gian này rất khan hiếm. Gỗ đây hình như là toàn là của những người dân làng thôi. Nếu mà mình lấy nhiều quá thì có thể là bị phát hiện đó, và nước sẽ gây phiền hà cho nước mắt. Ok được rồi. Nhiều gỗ thế này. Bây giờ mình sẽ đi tiến vào làng thôi. Mà không biết nước có giấu cái gì ở dưới cái tầng hầm mà không cho mình biết nha. Có lẽ như là đó là một cái thứ gì đó rất là bí mật, hoặc là một cái thứ vũ khí gì đó nước nói khi nào cần là mới có thể sử dụng đến. Thôi trời cũng chiều tới nữa nè, sắp tối rồi này. Mình sẽ đi vào làng và thu hoạch một ít lúa thôi. Giờ này thì vẫn chưa có dân làng nào hết. Ok. Ở đây có cái lúa này. Chiều lúa ghê luôn. Mà không có khoai tây nha. Thôi mình sẽ lấy thu hoạch lúa rồi mình sẽ trồng lại cho họ đi. Họ về họ còn có cái thứ gì đó để ăn, mình lấy hết thì tội nghiệp dân làng đó các bạn à. Bên đây có khoai tây nè, mình sẽ lấy một ít khoai tây. Rồi, ok. Mình sẽ trồng khoai tây lại nha. Đấy. Rồi, bây giờ như vậy là đủ ổn thỏa rồi đấy. Bây giờ thì đủ thức ăn rồi, mình sẽ quay về thôi. Mang về gỗ và mang thức ăn về cho nước, hy vọng là mình sẽ đổi được. Còn bây giờ thì trời chiều đến rồi các bạn à. Ok, phải tranh thủ đi về thôi. 2000 years later. Thôi được rồi, mình phải quay về nhanh chóng rồi. Nhưng mà trời tối, sao tối nhanh thế này? Trước nhà của nước hình như là có một vài tên cướp thì phải. Thôi xong rồi. Bây giờ không phải là những người giao cá, mà đây chính là những tên cướp sao? Không biết nước ở phía trong thì có mệnh hại gì không nữa. Từ từ. Sáng nay mình có thu hoạch gỗ nè, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái kiếm gỗ và mình đánh với những cái tên cướp này mới được. Hy vọng là mình sẽ cứu được nước ở trong cái tình trạng này. Được rồi, may quá trời tối thì zombie của mình không bị cháy nữa. Rồi, mình sẽ chế tạo cái kiếm và chế tạo cái kiếm gỗ thành công. Được rồi, bây giờ mình phải liều một phen với những cái tên cướp này thôi. Những tên cướp này mạnh đấy. Rồi, mình sẽ xử thôi. May quá. Cũng may mà mình vẫn còn nhớ cách chiến đấu.
ở phía bên kia hình như có rất là nhiều tên cướp đang đứng canh nè. Và hình như bọn chúng cắm lửa chạy ở đây thì phải. À, có một tên ở đây nè. Từ từ mình xử tên này. Được rồi. Rồi, núp vào đây. À, có cuốn sách này. Từ từ, đọc xem. Tướng cướp xong. Ha ha. Tên nước đã bị ta bắt đi rồi. Nếu muốn cứu hắn thì đến tòa tháp sau nhà của tên nước. Ở đây ta sẽ giao hắn cho ngươi. Hãy đến nhanh nhé. Ta không chắc giúp hắn sống được lâu đâu. Ủa? Ủa, tướng cướp sao? Thôi xong rồi, vậy là tòa tháp sau nhà sao? Vậy là nước đã bị tướng cướp bắt rồi các bạn ạ. À. À, thì ra đây chính là tòa tháp sau nhà. À, được rồi, mình sẽ lên đến đó để cứu nước. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải xử hết cái bọn này cái đã. Ờ, nhưng mà từ sáng nghe nước nói là khi nào gặp chuyện khẩn cấp thì mới đào được đào cái hầm đất này. Được rồi, bây giờ mình sẽ đào thôi. Phía đây có một căn hầm thật sự nè. Được rồi, ở đây có một cái đèn cầy. À, ở đây có thùng, cái thùng nè. Wow, hai cái mặt nạ và rất là nhiều thanh kiếm luôn này các bạn. Được rồi, mình sẽ chọn cái thanh kiếm nào mạnh nhất ở trong cái khu vực này nha. À, chúng ta có thanh kiếm băng và thanh kiếm bóng đêm. Thanh kiếm gì đây? Ồ, thanh kiếm quỷ. Wow, ở đây có mặt nạ, chúng ta sẽ đeo mặt nạ vào. Mình sẽ đeo mặt nạ nào đây? Mặt nạ thì ít giáp quá. À, mình sẽ đeo mặt nạ đầu lâu nha. Đấy, nhìn khá là ngầu. Mình sẽ cầm kiếm kiếm băng ra để mà đấu với những cái tên cướp đấy. Hy vọng là sẽ đánh thắng được những cái tên cướp đấy và cứu nước các bạn à. Wow, kiếm mạnh phết đấy. Rồi, mình không biết cách xài kiếm katana này mà như thế nào, nhưng có vẻ như là đây là một trong những cái thanh kiếm mạnh nhất mà từ trước giờ mình được sở hữu. Ok, được rồi. Giờ mình sẽ đối phó với những cái tên cướp thôi. Wow. Ở đây có liên hoàn chém luôn này. Wow. Và không có tên cướp nào có thể lại gần được mình hết các bạn à. Wow. Được rồi, mình sẽ chém liên hoàn. Hy vọng là có thể tiêu diệt được những cái tên cướp này một cách nhanh chóng. Wow. À, được rồi, từ. Được rồi, mình đã núp ở đây tầm 1 phút rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đã hồi đầy máu các bạn. Bây giờ mình sẽ quay ra chiến đấu với bọn này thôi. Hình như bọn này cũng có xài kiếm nhật nữa các bạn à. Thôi được rồi, không sao hết. Được rồi, mình đã ăn khoai tây và hồi đầy máu. Bây giờ chúng ta có thể quay lại chiến đấu với những cái tên này. Rồi, được rồi, và vua zombie tuy với cái thằng hình nhỏ này nhưng có thể chiến đấu được với cái bọn cướp nè. Ok, xong rồi này. Được rồi, để xem còn cái tên cướp nào núp ở đây nữa không. Sao bay lên trên? Cái kiếm này không bay được, chỉ có thể lướt thôi. Được rồi, lên trên xem nào. À, và là chúng ta đã tiêu diệt hết cái bọn cướp ở xung quanh đây. Và bây giờ mình cần phải tiến đến cái tòa tháp ở phía trên nữa các bạn. Đó, bọn này đã cắm trại ở đây này. Được rồi, bây giờ vua zombie sẽ tiến đến cái tòa tháp để giải cứu nước thôi. Đi thôi.